Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em đang theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt ngày hôm nay của chúng tôi. Đức Thánh Cha tâm sự về trường hợp giám mục Gustavo Oscarzan Queda. Kính thưa quý vị và anh chị em, trường hợp của Đức Cha Gustavo Oscarzan Queda là một trường hợp hết sức nghiêm trọng vì những sai phạm của Ngài. Nhưng trường hợp này còn gây thiệt hại nặng nề cho uy tín của Đức Thánh Cha Francisco vì Đức Cha Gian Queda là con thiêng liêng của Ngài. Ngày 28 tháng 5, Đức Thánh Cha đã lên tiếng chân tình về trường hợp này. Đức Thánh Cha Francisco cho biết một cuộc điều tra sơ bộ về Đức Cha Gustavo Oscarzan Queda đã kết thúc và bây giờ Tòa Thánh sẽ tiến hành xét xử vị giám mục này. Đức Cha Gian Queda, nguyên giám mục Oran, Á Căn Đình, đã bị Vatican điều tra vì lạm dụng tình dục các chủng sinh và các hành vi tình dục sai trái khác. Đức Thánh Cha Francisco nói trong một cuộc phỏng vấn với Valentina Alascaraki được Vatican News xuất bản ngày 28 tháng 5 bằng tiếng Tây Ban Nha tại đây rằng Ngài đã đọc kết quả điều tra hồi đầu tháng này và đã thấy rằng một phiên tòa là cần thiết. Ngài cho biết Bộ Giáo lý Đức tin sẽ tiến hành phiên tòa giáo luật này. Họ sẽ thực hiện một phiên tòa, họ sẽ đưa ra một bản án và tôi sẽ công bố bản án đó, Đức Thánh Cha nói. Sau khi từ chức giám mục Oran vào tháng 8 năm 2017, Đức Cha Gian Queda đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm vào tháng 12 năm 2017 và một chức vụ được tạo ra riêng cho Ngài tại Văn phòng Quản lý Tài sản Tông Tòa. Administrations of the Patrimony of the Apostolic See, gọi tắt là APSA, là cơ quan chịu trách nhiệm trông coi các tài sản của Vatican và các bất động sản. Đức Cha Gian Queda đang bị tạm ngưng công việc tại APSA trong thời gian bị điều tra. Vatican đã hai lần khẳng định không biết gì về các báo cáo lạm dụng chống lại Đức Cha Gian Queda cho đến mùa thu năm 2018. Mặc dù các cuộc điều tra trên các phương tiện truyền thông kiên trì khẳng định rằng Đức Thánh Cha Francisco biết về các cáo buộc này vào năm 2015, tức là 2 năm trước khi Ngài bổ nhiệm Đức Cha Gian Queda vào chức vụ hiện nay tại Vatican. Cuộc phỏng vấn ngày 28 tháng 5 cũng là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco lên tiếng về những cáo buộc của Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vergano. Đức Thánh Cha nói, Ngài không biết gì về những cáo buộc lạm dụng tình dục của Theodore McCarrick, cựu Tổng giám mục Washington, trước khi các cáo buộc đó được công khai hóa vào năm 2018. Trường hợp của Đức Cha Gian Queda đã được báo cáo cho Vatican vào năm 2015 và 2017, khi người ta tìm thấy những bức ảnh dâm dục trên điện thoại di động của Ngài và nghi ngờ Ngài lạm dụng tình dục các chủng sinh. Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha Francisco xác nhận rằng Ngài đã nhận được một lời buộc tội chống lại Đức Cha Gian Queda và ngay lập tức Đức Thánh Cha đã triệu tập vị giám mục này đến Vatican để thảo luận về điều này và xác nhận các tài liệu được xuất bản vào ngày 21 tháng 2 bởi tờ The Tribune, một tờ báo ở vùng Salta của Á Căn Đình. Các tài liệu này xác nhận báo cáo trước đó của Associated Press. Đức Thánh Cha nói trong cuộc gặp gỡ đó, Đức Cha Gian Queda đã biện hộ bằng cách nói rằng có ai đó đã xâm nhập trái phép vào điện thoại của mình và Ngài biện hộ rất mạnh. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trước các bằng chứng này, Ngài hành xử theo nguyên tắc in dubio pro reo, thành ngữ luật học Latin, khi còn nghi ngờ thì phải nghĩ theo chiều hướng có lợi cho bị cáo. Đức Thánh Cha thừa nhận Gian Queda theo một số người chuyên chế và có một số cách quản lý kinh tế không rõ ràng. Theo Đức Thánh Cha Francisco, Đức Cha Gian Queda trên thực tế không sai phạm những điều có liên quan đến vấn đề kinh tế, mặc dù tình trạng kinh tế của giáo phận có chút rối loạn. Không nghi ngờ gì là hàng giáo sĩ không cảm thấy được Ngài đối xử tốt khi Ngài còn là giám mục Oran. Đức Thánh Cha nói, Ngài giải thích thêm rằng, sau khi nhận được những lời phàn nàn về sự ngược đãi của Đức Cha Gian Queda với một số giáo sĩ, được truyền đạt qua sứ thần Tòa Thánh, Ngài đã yêu cầu Đức Cha Gian Queda từ chức giám mục Oran. Theo The Tribune, 3 linh mục đại diện của Đức Cha Gian Queda và 2 đức ông đã khiếu nại chính thức với sứ thần Tòa Thánh tại Á Căn Đình vào năm 2016, cáo buộc các hành vi không phù hợp với các chủng sinh,
như khuyến khích họ uống rượu và ưu ái các chủng sinh đẹp trai. Khi Đức cha Dân Kheda từ chức vào năm 2017, Ngài tuyên bố đó là vì lý do sức khỏe. Vatican đã không mở một cuộc điều tra tại thời điểm đó. Đức Thánh cha Francisco cho biết Ngài đã yêu cầu vị giám mục Á Cân Đình này đến Tây Ban Nha để kiểm tra tâm thần, chứ không phải đi nghỉ hè ở Tây Ban Nha như một số phương tiện truyền thông đã đưa tin, và kết quả xét nghiệm là bình thường và họ đề nghị một liệu pháp mỗi tháng một lần. Thành ra, vị giám mục đã không quay trở lại Á Cân Đình bởi vì Ngài phải đến Madrid trị liệu mỗi tháng 2 ngày. Đức Thánh cha nói rằng Ngài muốn chia sẻ tất cả thông tin cơ bản này để trả lời cho những người thiếu kiên nhẫn và những người nói rằng Ngài không làm gì cả trước các sai phạm của Đức cha Dân Kheda. Một vị giáo hoàng không nên công bố những gì Ngài đang làm mỗi ngày, nhưng từ giây phút đầu tiên của vụ án này, tôi đã không dừng dưng, Đức Thánh cha nói. Đối với tuyên bố của các nhà báo nói rằng, tôi nghĩ điều quan trọng là phải nói tất cả mọi thứ. Cô có nghĩ thế không? Đức Thánh cha đặt câu hỏi với ký giả Valentina, người Mễ Tây Cơ. Tôi đã nói ra lúc này đây, nhưng tôi không thể lúc nào cũng làm như thế. Nhưng tôi không bao giờ chấm dứt không nói gì nữa đâu. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ vaticantv@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.